Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Ca-phác-na-um tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người rằng: Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng chỉ vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu. Họ liền thưa lại: Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đáp: Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến. Họ thưa Chúa Giêsu: Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như đã chết. Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, trước hết từ tin mừng theo Thánh Marco. Mà từ đầu năm cho đến bây giờ là mình đọc Thánh Marco. Đến Chủ nhật tuần vừa rồi thì Hội Thánh không đọc tin mừng theo Thánh Marco nữa, mà đọc tin mừng theo Thánh Gioan và kéo dài liên tiếp trong 4 năm tuần lễ, đọc cho hết chương 6 ở trong tin mừng Gioan. Nói chung một chủ đề và mỗi Chủ nhật trình bày một khía cạnh. Như thế thì để thấy được tính liên tục của chủ đề, các bạn chịu khó nhớ lại câu chuyện của Chủ nhật tuần trước. Chúa Giêsu làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều. Kết thúc cái câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh đó, Thánh Gioan ghi nhận một câu rất ngắn mà rất hay. Ngài nói thế này: Vì Ngài biết rằng người ta sẽ tôn mình lên làm vua, cho nên Chúa Giêsu trốn lên núi. Tôi thì nghĩ trong bụng, giá mà mình biết người ta tôn mình làm vua thì dại gì mà trốn. Mình xuống cho nó thoải mái, đằng này Ngài lại trốn lên núi. Một chi tiết rất nhỏ nhưng quan trọng. Quan trọng bởi vì nó cho mình thấy Chúa Giêsu làm vua không phải theo nghĩa cung cấp của ăn về mặt kinh tế như người ta mong đợi, nhưng mãi cho đến khi mà Ngài xuất hiện trước mặt Pilato trong thân phận của một phạm nhân tù tội rách dưới tả tơi đó, thì lúc đấy Chúa Giêsu mới nói với Pilato rằng: Phải, tôi là vua đấy, nhưng mà nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì binh lính quân sĩ của tôi đã đến giải thoát tôi khỏi tay người Do Thái. Thế thì Pilato hỏi Ngài: Thế ông đến đây để làm gì? Ngài trả lời: Tôi đến trần gian để làm chứng cho chân lý. Ông vua của chân lý chứ không phải là ông vua chính trị, kinh tế hay là quân sự. Rồi mãi đến lúc mà Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên cây thập giá này, và các bạn cứ thấy ở trên đỉnh cây thập giá có cái dòng chữ rất rõ là Inri, viết tắt của những từ trong tiếng Latin là Jesus Nazarenus Rex Israelis. Đến lúc mà là một tử tội bị đóng đinh trên thập giá, chân trụi tả tơi như vậy, mới là lúc Chúa Giêsu tỏ mình ra là Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái, ông vua của tình yêu chứ không phải vua của bạo lực. Cho nên chi tiết mà Thánh Gioan trình bày rất ngắn nhưng rất
quan trọng. Mà người Do Thái thì lại không khám phá ra được điều đấy. Lần trước tôi nói với các bạn là Thánh Gioan dùng từ dấu lạ, có nghĩa là một thực tại mà giác quan của chúng ta đón nhận được, nhưng nó không ngưng ở đấy mà nó gọi về một ý nghĩa ẩn dấu ở bên trong. Người Do Thái lại không khám phá ra được cái ý nghĩa, thế cho nên họ đi tìm Chúa Giêsu đấy, nhưng Chúa Giêsu lại trách họ: các ngươi tìm ta đâu có phải vì thấy dấu lạ, mà chỉ vì được ăn bánh no nê thôi. Thế thì liệu cái lời trách móc đấy là cho người Do Thái mà thôi, hay là cho cả mình ở đây? Muốn như vậy thì các bạn và tôi phải khám phá lại cái cuộc sống của mình, cuộc sống của một con người. Thế tôi mời các bạn tiếp cận một kinh nghiệm mà chắc chắn là không ai trong chúng ta trong nhà thờ không có. Kinh nghiệm về âm nhạc. Và dĩ nhiên là chúng mình đâu có phải là nhạc sĩ sáng tác, nhưng mà nghe. Thế khi các bạn nghe một bản nhạc thì sao nào? Khi ta nghe một bản nhạc, những âm thanh ấy dội vào tai ta, tạo nên cái rung động về mặt giác quan. Nhưng rung động về mặt giác quan này nó lại không giống những rung động giác quan khi mà ta nghe tiếng xe cộ ồn ào, tiếng người nói chuyện qua lại. Cái rung động về giác quan mà âm nhạc đem lại, nó kèm theo một cảm xúc. Khi tôi nghe cái bài Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của Y Vân chẳng hạn, thì mình thấy phấn khởi. Nhưng mà khi nghe Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn, ta lại thấy lòng mình trầm xuống. Hoặc là khi nghe Làng Tôi của Văn Cao, ta lại thấy lòng mình nó buồn man mác. Nó kèm theo cái rung động của giác quan là một cảm xúc được dâng lên. Cái cảm xúc ấy là một niềm vui tinh thần, là một hạnh phúc tinh thần. Mà cái hạnh phúc tinh thần ấy nó dội lại trên chính thân xác của mình. Các bạn không thấy à? Sau một ngày làm việc vất vả, về đến nhà mở cassette nghe một bản nhạc, nằm ở đó tự nhiên thấy thoải mái, thư giãn, nhẹ nhàng. Nó tác động lên chính thân xác của mình. Và hơn thế nữa, trong một vài trường hợp, khi ta nghe một nhạc sĩ piano chẳng hạn, hoặc đàn điêu luyện, hoặc là một ca sĩ nổi tiếng họ hát, mình thấy họ đứng bất động, không có một cử chỉ gì cả, có khi mắt lại còn nhắm nghiền lại. Nhưng mà rõ ràng là mình cảm nhận được rằng con người đó đã bị âm nhạc chiếm hữu. Họ và âm nhạc là một, đạt đến mức độ cao của nghệ thuật là như vậy. Âm nhạc với họ trở thành một. Thế âm nhạc như thế, nó là một thức ăn vật chất hay là thức ăn tinh thần? Rõ ràng là thức ăn tinh thần. Thế thức ăn tinh thần đấy có cần cho đời sống của chúng ta không? Cần quá đi chứ còn gì nữa. Nhất là đối với dân tộc Việt Nam của mình, một dân tộc mà tự ngôn ngữ của chúng ta đã làm một điệu nhạc. Ngôn ngữ Việt Nam là rất giàu nhạc điệu, cho nên là mình nói như là hát vậy. Tôi xin lỗi các bạn, nhưng là cho chính ở trong nhà thờ này có lần dạy giáo lý cho anh chị em giáo dân để trả lời một thắc mắc. Và là tại làm sao mà trong thánh lễ các cha cứ đọc cái kiểu là Chúa ở cùng anh chị em. Ở ngoài đời có ai người ta gặp nhau mà người ta hỏi là anh có khỏe không? Ai mà phải lên tông như vậy để mà hỏi thăm? Đấy, thế nhưng mà tôi nói với anh chị em giáo dân là ngôn ngữ Việt Nam của mình rất giàu nhạc điệu. Mà nếu ta để ý mà xem, ông linh mục nào làm lễ đó mà đọc những lời nguyện theo kiểu đó mà đọc cho đàng hoàng, nó như một bài hát vậy. Có ba dấu mì son lạ, tôi bảo đảm như thế. Ngôn ngữ Việt Nam của mình giàu nhạc điệu, và chính vì thế âm nhạc là một thức ăn không thể không có cho đời sống của mình.
một thức ăn tinh thần, nhưng nó tác động lên chính thân xác của mình, lên chính đời sống vật chất của mình. Thế nhưng nhiều khi chúng mình lại không thưởng thức được. Để có thể thưởng thức được âm nhạc, tai tôi phải nghe được, chứ nếu mà điếc thì học rồi. Cỡ như Beethoven điếc mà vẫn sáng tác nhạc được thì trường hợp đó là ngoại lệ. Chỉ còn để thưởng thức được âm nhạc thì tai đừng có điếc. Cái điếc này có khi là do bẩm sinh, có khi là do một tai nạn nào đó khi mình đã lớn. Nhưng mà có những khi các bạn và tôi có tai rất thính mà vẫn không thưởng thức được âm nhạc. Chẳng hạn như ta chỉ thưởng thức được vẻ đẹp, cái hay của những ca khúc, còn khi mà ta nghe nhạc giao hưởng, ta chả cảm nhận được cái gì cả. Bởi vì mình không được đào tạo. Bất cứ một môn nghệ thuật nào mà đến trình độ cao, nó đều đòi hỏi người thưởng thức phải có khả năng mới có thể tiếp thu được. Hội họa cũng vậy, điện ảnh cũng thế. Mình không được đào tạo, cho nên một bản nhạc giao hưởng rất là công phu mà mình không thưởng thức. Giống như tôi nhớ khi còn nhỏ, đánh đàn nhà thờ đệm cho các ca đoàn hát. Mình đánh đàn thì có khá gì đâu, thế nhưng mà người ta hát dấu nào thì mình cũng đánh dấu đấy. Thế thì các cụ ở dưới khen, cái thằng bé này nó đánh giỏi, đánh như hát vậy. Còn cái người người ta đánh hòa âm tử tế thì lại chê người ta đánh đàn nhưng mà ấm nghĩ cả lên, không biết thưởng thức. Tôi mời các bạn tiếp cận cái kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta đều có về âm nhạc, để từ đó các bạn tiếp cận với lời mà Chúa Giêsu nói hôm nay: tôi là bánh ban sự sống, ai đến với tôi sẽ không phải đói, ai tin vào tôi sẽ không phải khát bao giờ. Con người ta sống không chỉ bằng những thức ăn vật chất mà còn bằng những giá trị tinh thần, thấy rõ: tình yêu, công bằng, tự do, sự thật, bình đẳng, tất cả đều là những giá trị tinh thần. Ở trong Kitô giáo có một điểm khác biệt rất lớn, đó là tất cả những giá trị tinh thần ấy được kết tụ vào một con người có tên là Giêsu Nazareth. Chính con người đó mang lại cho cuộc đời sự sống trang chứa, sự sống phong phú nhất. Và có biết bao nhiêu người trong lịch sử của nhân loại đã cảm nhận được điều đó. Thí dụ như là Dostoyevsky, một nhà văn, phải nói là văn hào của cả thế giới. Dostoyevsky đã nói thế này: không có gì đẹp hơn, không có gì quý hơn Đức Giêsu Kitô. Và nếu ai chứng minh cho tôi được rằng chân lý ở ngoài Đức Giêsu Kitô thì tôi sẽ bỏ chân lý mà đi theo Chúa Giêsu. Ông ấy nói như vậy là nói theo cái ngôn ngữ văn học thôi, nhưng mà ông ấy muốn nói cho mình rằng nơi Chúa Giêsu kết tụ cái giá trị cao đẹp nhất của nhân loại. Và cũng giống như là có một số nhạc sĩ, ca sĩ mà người ta như thể bị âm nhạc chiếm hữu, thì cũng vậy, trong cuộc đời này có những con người được Chúa Giêsu chiếm hữu đến nỗi mà họ trở nên một với Ngài. Họ có thể nói được rằng tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Giêsu sống trong tôi. Thế nhưng đang khi đó đối với chúng mình thì có thể mình lại chẳng cảm nhận gì cả. Mình không cảm nhận không phải là bởi vì Chúa Giêsu không phải là bánh ban sự sống, mà là lỗi của mình. Mình điếc. Cái điếc này tôi không nghĩ là bẩm sinh, bởi vì Thiên Chúa đặt để ở nơi lòng mỗi một người chúng ta một niềm khao khát tuyệt đối, không ai không có. Virgil Rogio bảo rằng bạn có thể xóa mờ hình ảnh của Chúa thôi, chứ bạn không thể làm mất được. Cho nên tôi không nghĩ đây là một thứ điếc bẩm sinh, nhưng có lẽ là một thứ điếc do tác động của môi trường xã hội. Khi mà cuộc sống của chúng ta luôn luôn bị nhận chìm trong nỗi âu lo về cơm áo, hoặc là hơn thế,
khi mà cuộc sống chung quanh nó luôn luôn cuốn hút chúng ta về những của cải vật chất, thì cơn khát khao tinh thần có nguy cơ bị nhận chìm, bị tắc nghẽn, mình trở thành điên, mình không khám phá ra được. Ở trong giáo huấn, trong lời của Chúa Giêsu, thức ăn sự sống cho mình. Hoặc là mình cũng có một lỗi nữa, cũng giống như thể là nếu ta không tự đào luyện chính mình thì mình không thể nào thưởng thức được nhạc giao hưởng. Thì cũng vậy, mình có một cảm nhận đấy, mình có một nỗi khát khao đấy, nhưng mà nếu mình không cố gắng để tự đào tạo mình thì cảm nhận của mình về Chúa Giêsu nó không phát triển được, mình không khám phá ra được nơi ngài bánh trường sinh, một thứ bánh mà làm cho mình nó thỏa mọi cơn đói khát sâu xa nhất trong tâm hồn của con người. Nếu các bạn chấp nhận những chia sẻ của tôi như vậy, thế thì liệu cái lời trách móc Chúa Giêsu dành cho người Do Thái ngày xưa có phải là dành cho chúng mình hôm nay? Các ngươi tìm ta không phải vì thấy dấu lạ, mà chỉ vì được ăn bánh no nê. Tôi xin nói thẳng một điều này, nếu ta mà tin vào Chúa Giêsu để được cơm bánh no nê, sớm hay muộn tôi bảo đảm với các bạn sẽ bỏ đạo. Tôi nghĩ rằng một trong những lý do để giải thích tình trạng một số Kitô hữu ở Âu Châu mà đánh mất niềm tin vào Chúa Giêsu là lý do này. Bởi vì Chúa Giêsu không có hứa hẹn với chúng ta về chuyện đấy. Cho dẫu là ngài quan tâm, nhưng đấy không phải là đích điểm cuối cùng. Ngài muốn nâng ta dậy, ngài muốn dẫn ta đến một sự sống phong phú trọn vẹn, chứ không chỉ là cơm áo mà thôi. Thế thì mỗi người chúng ta tự hỏi mình, tôi tìm đến Chúa Giêsu, tôi tin vào Chúa Giêsu để làm gì? Câu hỏi đấy tôi muốn để lại trong lòng mỗi một người anh chị em và các bạn, và xin Chúa cho chúng ta có đủ khiêm tốn và can đảm mà trả lời câu hỏi đó trước mặt Chúa, không phải chỉ hôm nay mà mỗi một ngày trong đời sống của mình, và chính câu hỏi đó nhắc nhớ để mình không ngừng khám phá lại và xây dựng lại đức tin của mình.